Mèo ú review xin chào tất cả các bạn. Sẽ thế nào nếu cho một quả lựu đạn đang cháy vào bể cá đầy nước, bùm hay không? Cùng chờ xem nhé. Ngày hôm nay anh thanh niên sẽ thử nghiệm xem mọi chuyện sẽ thế nào nếu chúng ta bắn pháo dưới nước. Que pháo diêm đầu tiên yếu ớt không hề phát nổ, nhưng có vẻ như vẫn có nhiệt phía trong, tạo nên rất nhiều bọt khí bay lên. Anh thử lại với một nắm pháo diêm và mọi thứ vẫn cứ như vậy. Chúng không hề phát nổ mà thổi ra rất nhiều bong bóng khí. Sau đó anh lôi ra chai xịt tẩy dầu nhờn siêu mạnh, ấn thử vài cái. Bạn xem kìa, cả một lớp bong bóng lớn nổ ra trải đều khắp bể cá, một màu trắng huyền ảo. Nước này trắng quá nhìn không ra, nên anh lại chuẩn bị một bể nước mới. Quả pháo ong này độc lạ thật chứ. Anh châm lửa, đợi một lúc rồi ném vào trong. Ôi thôi, trong một khoảnh khắc, mèo ú đã nghĩ rằng nó sẽ nổ, nhưng không, cuối cùng nó xịt hẳn. Sang quả thứ hai nó còn bơi lặn xuống dưới, trông khá thú vị nhưng vẫn không thể phát nổ. Khi anh ấn mạnh quả pháo xuống dưới, rất rõ ràng rằng dù ở trong nước, lửa vẫn cháy thêm một lúc nữa. Tuy trông khá bắt mắt nhưng vẫn không thể phát nổ được. Tiếp theo anh thổi những quả bóng bay rồi cho xuống nước, dùng kim chích nhẹ. Và bạn xem chúng ta có được những hình ảnh cực kỳ bắt mắt như thế này đây, trông đỉnh thật phải không? Cứ như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Tiếp theo, trong tay anh là một quả pháo hình lựu đạn trông cực kỳ hầm hố. Anh châm lửa rồi ấn nó xuống nước, ngay lập tức chất màu đỏ phun ra, nổi lềnh phềnh khắp mặt nước. Anh bế lựu đạn lên trên, lập tức bột nổ phía trong bay tứ tung khắp nơi. Chính loại bột này đã tạo ra sự hỗn độn trước mặt anh. Anh giải đều bột ra khắp bể cá cho đến khi hết. Nãy giờ thử với nước cũng chán rồi, muốn nghe thấy tiếng đùng đoàng, anh bèn tạo ra một hố cát, lấy ra một quả pháo màu xanh nổi bật, châm lửa rồi ném xuống hố. Ngay lập tức khói lửa nổi lên dữ dội, không có tiếng nổ nào phát ra, nhưng khói ngùn ngụt bay lên không dứt. Lửa lâu lâu cũng bùng lên dữ dội. Đây có phải là pháo khói trong truyền thuyết không hả các bác? Đã mắt ghê. Anh sau đó lấy ra một cây nến, đốt lửa rồi dùng dao ấn mạnh, phần sáp nến dính vào dao, khiến cho ngọn lửa cũng dễ dàng cháy lan trên đó. Anh thẳng tay cắt một đường chia đôi cây nến, dứt khoát và gọn gàng. Sau đó không biết anh lấy đâu ra mấy cây kẹo dẻo, nung nóng chảy tất cả, đậy nắp lại và chờ đợi. Lần đầu tiên nó chỉ tạo thành một lớp nước đường sền sệt, nhưng sang lần thứ hai, đường đã được nấu kẹo lại. Anh lấy tay lôi lớp mạng nhện đó ra, chắc là không giòn đâu nhỉ. Trước mắt chúng ta lúc này là một máy xay, nhưng xay cá xay thịt thì nó lại thường quá. Ông anh báo thủ này cho cả tiếp kem đánh răng vào trong. Bạn xem kìa, máy hoạt động hết công suất và phần kem đang ùn ùn đẩy ra. Thế nhưng khi anh tháo máy ra, phần vỏ phía trong đang kẹt cứng ở đó. Nếu bạn đang bị nắng nóng làm cho khó chịu thì đừng bỏ qua những video này, nó chắc chắn sẽ khiến bạn thỏa mãn và hài lòng level max với sự hoàn hảo này. Đôi khi phá phách cũng là một cách giải phóng năng lượng đấy. Quả cầu bị đốt cháy lớp vỏ ngoài và bạn xem phần chất lỏng phía trong kìa, tổng nó hơi ghê ghê ấy nhỉ. Thôi thì mặc kệ anh thanh niên, chúng ta sẽ đến với một anh trai khác, là một báo thủ đỉnh cao, nhưng với khả năng số học của mình, anh sẽ tính toán để cho ra đời những thí nghiệm cực kỳ thú vị. Anh dọn cát tạo thành một mặt phẳng lớn để đặt vừa bể bơi siêu to khổng lồ, sau đó, anh dùng cả tính mạng để bê tất cả những can nước ngọt có ga đầy màu sắc ra ngoài. Quyết tâm thử một lần chơi lớn xem người khác có trầm trồ, nên anh đã mang theo cả can 20 lít ra đây, đỉnh thật chứ, trời nóng chảy mỡ như thế này mà được uống cốc nước có ga thì đúng là nhức nách. Anh bê cả núi nước ngọt ra ngoài, tốn bao nhiêu tiền mà thí nghiệm này không thành công thì chắc là nhục lắm đấy nhỉ. Nhưng không thử sao biết, dù sao bản thân cũng là chuyên gia số học chứ đâu phải đùa đâu. Anh mở nắp toàn bộ số nước ngọt rồi đổ hết vào bể bơi. Chu cha, nhìn cái phao to tổ chẳng thế kia, thì không biết có đổ hết số nước ngọt thì cũng đầy được không nhỉ. Nãy giờ thấy anh đổ tới đổ lui, mà đã lấp đầy được đáy bể đâu. Tôi lo ông anh này lại phải bán máu để mua thêm nước ngọt quá. Tuy nhiên anh thanh niên khẳng định chắc nịch là anh tính cả rồi, kiểu gì cũng đủ, không đủ thì mua thêm chứ biết sao giờ. Ừ thì anh nói vậy là chịu rồi, chứ làm được gì nữa bây giờ. Anh lần lượt đổ hết chai này đến chai khác vào bể, nước đã lấp đầy được phần đáy bể rồi đó. Nghe nó mới xa xôi làm sao, liên tục quay tay, vận may sẽ đến. Ở Việt Nam ta có nơi nào bán can nước có ga khổng lồ này không hả các bác? Phải uống loại này thì mới đã ghiền được ấy nhỉ. Anh báo cực kỳ mạnh dạn và dứt khoát, đổ tất cả xuống dưới, tay mệt ra rời, nhưng còn đúng một can nước cuối cùng. Anh đành nghiến răng, đổ ập nó xuống dưới. Sau khi đã đổ toàn bộ nước có ga vào trong, anh lấy ra một chai dầu rửa bát, rồi đổ hết xuống đó. Tiếp đến là cả một lọ màu thực phẩm để tạo ra những màu sắc siêu bắt mắt. Anh khệ nệ xách ra một xô nước, đầu tiên là đổ bột baking soda và kẹo Mentos ra, hòa cùng với nước, khuấy đều để bột tan hết, và chờ đợi cái kết nào. Amazing, good job anh trai, đỉnh thật sự phải không các bạn? May mà ông anh chạy nhanh chứ không thì bố mẹ cũng nhận không ra. Lớp bọt màu hồng cam rực rỡ phun lên trong chớp mắt, trông đã cái như thiệt chứ. Bọt phụt lên cao rồi nhanh chóng bị gió thổi tan tắt, bay hết lên trời. Trông cả núi bọt kia đi, ấn tượng thật sự. Đây là video có màn thử nghiệm Mentos với nước có ga đỉnh nhất mà mèo ú từng xem đấy. Các bạn cảm thấy nó có ổn áp không? Bạn đã hài lòng với những video tuyệt cú mèo ngày hôm nay chưa? Cùng chia sẻ suy nghĩ xuống dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng mèo ú suốt thời gian qua. Đừng quên tiếp tục ủng hộ mèo trong những video sắp tới nhé. Mèo ú yêu tất cả các bạn.